Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Huyện Lạc Thủy huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới năm 2023 tỉnh Hòa Bình chủ động phòng chống cháy rừng mùa hanh khô năm 2023. Lãnh đạo quốc phòng Nga cảnh báo về sự leo thang không thể đoán trước. Sau đây là nội dung chi tiết Ngày 8 tháng 2, khối thi đua công đoàn số 2 đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Khối thi đua công đoàn số 2 có 11 đơn vị thành viên với tổng số 564 đoàn viên, trong năm 2022, các đơn vị trong khối đã tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên, chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện đầy đủ chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đội ngũ công chức và người lao động. Các đơn vị trong khối đã phát động phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, có nhiều sáng kiến cách làm hay để tạo môi trường làm việc xanh như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vận động mỗi cán bộ ủng hộ ít nhất một cây xanh để tạo cảnh quan nơi làm việc. Năm 2023, khối thi đua công đoàn số 2 ký giao ước thi đua với chủ đề chung đổi mới sáng tạo, nỗ lực quyết tâm thi đua, nâng cao năng suất lao động, ổn định đời sống việc làm, chào mừng đại hội công đoàn các cấp với 7 nhiệm vụ chung và các nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị. Liên quan đến vụ việc dừng hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2801S thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh từ ngày 9 tháng 1 năm 2023 do thiếu nhân lực, Ngày 12 tháng 1 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị hỗ trợ nhân sự đủ điều kiện để đưa ít nhất một dây chuyền kiểm định vào hoạt động trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có đăng kiểm viên hỗ trợ. Theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh, nguyên nhân là do nhiều địa phương cũng đang cần hỗ trợ nên Cục Đăng kiểm Việt Nam đang giả soát xem xét về nhân sự để hỗ trợ Hòa Bình. Bên cạnh đó, theo Nghị định số 139 năm 2018 của Chính phủ, quy định về kinh doanh dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới, thì mỗi dây chuyển kiểm định phải có tối thiểu là 3 đăng kiểm viên, trong đó có ít nhất một đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, Sở Giao thông Vận tải đã có công văn số 30 ngày 1 tháng 2 năm 2023, trong đó có nội dung đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ Sở Tài chính xem xét hướng dẫn có cơ chế đặc thù để tiếp nhận nhân sự do Cục Đăng kiểm Việt Nam hỗ trợ nhằm tạo điều kiện tốt nhất về cơ chế chính sách để đưa dây chuyển đăng kiểm vào hoạt động trong thời gian sớm nhất. Theo thống kê ước tính trong quý 1 năm nay, Số phương tiện đến thời hạn kiểm định trên địa bàn tỉnh khoảng trên 4.000 phương tiện. Với số lượng phương tiện nêu trên nếu không được kiểm định kịp thời sẽ gây rất nhiều khó khăn cho việc đi lại của nhân dân, vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế và đặc biệt là tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông đối với các phương tiện không đảm bảo các điều kiện tham gia giao thông theo quy định. Ngày 8 tháng 2, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã tổ chức chương trình ký kết với 7 đơn vị doanh nghiệp các trường đào tạo, cơ sở dạy nghề về tuyển dụng lao động trong và ngoài nước. Tại chương trình, 7 đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã giới thiệu về quy mô hoạt động chỉ tiêu tuyển dụng và các ưu đãi đối với người lao động trúng tuyển, làm việc tại các khu công nghiệp và đi xuất khẩu lao động có thời hạn tại thị trường Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Với nhu cầu tuyển dụng hàng nghìn lao động trong tỉnh đi làm việc tại thị trường trong và ngoài nước, việc ký kết hợp tác lần này giúp người lao động trong tỉnh thuận lợi trong tìm kiếm được việc làm. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng kịp thời tuyển dụng được nguồn lao động phù hợp theo từng lĩnh vực, từ đó góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thời gian gần đây, thương lái tăng thu mua quả cao non của Việt Nam khiến loại quả này đang có giá lên đến 26.000 đồng một kg, thậm chí cao hơn nếu khan hiếm hiện tượng thương lái thu mua cau non với giá cao đã diễn ra từ nhiều năm trước ở các tỉnh phía bắc miền trung và cả tây nguyên những ngày đầu năm nay họ bắt đầu thu mua trở lại nguyên nhân có thể do nhu cầu tiêu thụ quả này tăng đột biến nhưng rất có thể hiện tượng này chỉ mang tính nhất thời chứ không theo quy luật thị trường như các nông sản xuất khẩu khác trước việc giá cao tăng cao cục trồng trọt khuyến cáo người dân không nên ồ ạt trồng nhiều vì giá cao tăng chỉ mang tính thời điểm và đây cũng không phải là cây trồng nông sản chính như lúa gạo trái cây rau tươi nên nhu cầu tiêu thụ ở trong nước rất ít các địa phương trong tỉnh đang tăng cường tuyên truyền khuyến cáo người dân không tự ý chặt bỏ chuyển đổi những diện tích cây hàng năm cây lâu năm sang trồng cao những ngày này thời tiết nắng ấm thuận lợi hơn cho cây lúa, cây màu vụ xuân sinh trưởng và phát triển. Người dân trên địa bàn thành phố Hòa Bình đang tập trung chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ xuân. Vụ chiêm xuân năm nay toàn thành phố có kế hoạch gieo cấy 1.300 ha lúa, đến nay đã cấy được 1.250 ha, đạt 95% kế hoạch. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố Hòa Bình khuyến cáo bà con nông dân thời điểm này cần tăng cường làm cỏ, sục bùn, tỉa dặm, chú trọng điều tiết nước hợp lý giúp cây lúa phát triển tốt chủ động theo dõi phát hiện sớm các loại sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là quan tâm đến các loại bệnh như sâu quần lá nhỏ, sâu đục thân, nghẹt rễ trên các ruộng để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Để đảm bảo an toàn và khai thác tốt nhất trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bà con lưu ý thực hiện nguyên tắc 4 đúng là đúng thuốc, đúng liều lượng, nồng độ, đúng lúc và đúng cách. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình xây dựng nông thôn mới bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước, huyện Lạc Thủy đã huy động nguồn lực trong nhân dân, doanh nghiệp như hiến đất mở đường, đóng góp công sức kinh phí xây dựng công trình phúc lợi xã hội. Huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022. Hiện nay các địa phương trên địa bàn huyện tiếp tục huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Bàn sao và đưa vào sử dụng từ tháng 3 năm 2022, Nhà văn hóa thôn Lão Đội xã Phú Nghĩa huyện Lạc Thủy được xây dựng trên diện tích 250 m2 với tổng vốn đầu tư 864 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 100 triệu đồng, các cá nhân ủng hộ 108 triệu đồng, còn lại trên 600 triệu đồng là do người dân trong thôn đóng góp. Tại đây người dân có điều kiện gặp gỡ giao lưu văn hóa văn nghệ, tập luyện thi đấu thể thao, tiếp nhận thông tin và chuyển giao khoa học kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất đời sống. Nhà văn hóa thôn cũng là nơi lưu giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Trong cái việc xây dựng nông thôn mới không những là đóng góp xây dựng nhà văn hóa, nhưng mà đối trong thôn còn có những hộ gia đình là hiến đất để xây dựng khuôn viên đình chung của của thôn thì điển hình như là nhà bác Trần Đình Thú đã hiến hơn 100 mét đất để xây dựng cái tường bao của đình làng để làm cho cái khuôn viên đình trung nó ngày càng khang trang và đẹp đẽ hơn. Thì với cái sự đồng thuận của nhân dân như vậy thì nhân dân địa phương cũng rất là tích cực trong cái phong trào xây dựng nông thôn mới để góp phần cùng với xã nhà xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và xanh sạch đẹp. Đảng ủy, ủy ban nhân dân đã tham mưu đảng ủy ban hành nghị quyết về xây dựng nông thôn mới nâng cao và xây dựng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó thì làm tốt công tác tuyên truyền cho bà con nhân dân khảo sát, ra soát toàn bộ các hộ dân và vận động nhân dân để tham gia bảo hiểm y tế đạt theo quy định. Và một cái việc nữa đó là cái việc mà xây dựng cảnh quan môi trường. Thì cái này thì đang tiến hành tổ chức thực hiện. Và phấn đấu trong năm 2023, xã Phu Nghĩa sẽ đạt nông thôn mới nâng cao và đạt nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã khơi dậy tinh thần toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới ở huyện Lạc Thủy. Với nhiều cách làm sáng tạo công khai dân chủ, từ đó đã lan tỏa ra cộng đồng dân cư cùng đóng góp công sức tiền của làm đường giao thông, kênh mương nội đồng, phục vụ sản xuất, xây dựng trường học, nhà văn hóa. Năm 2022 vừa qua, tổng vốn huy động cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt hơn 1.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương trên 17 tỷ đồng ngân sách địa phương 218 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình dự án trên 168 tỷ đồng, vốn tín dụng trên 610 tỷ đồng, vốn đầu tư của doanh nghiệp 20 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 55 tỷ đồng. Thì xã cũng xây dựng các cái mô hình ở các cái điểm khu dân cư, đặc biệt là cảnh quan môi trường ở địa phương thì cũng được người dân quan tâm tham gia và ủng hộ nhiệt tình. Thế và phấn đấu thì về, về đối với địa phương thì năm 2023 thì chúng tôi quyết tâm là sẽ cùng với huyện cùng với các hạ xã thị trấn trên địa bàn huyện là phấn đấu về đích nông thôn mới kiểu mẫu thế và đặc biệt là các cái thôn được lựa chọn thôn kiểu mẫu vườn mẫu thì sẽ được mở rộng thế và sẽ được triển khai đồng bộ trên địa bàn toàn xã Năm 2023, huyện Lạc Thủy tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, xem đây là nội dung quan trọng cốt lõi để đẩy mạnh phong trào trong nhân dân xây dựng nhân rộng các mô hình cách làm sáng tạo, những gương điển hình để tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, tiếp tục huy động các nguồn lực xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tranh thủ sự hỗ trợ giúp đỡ của trung ương, tỉnh, lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của các chương trình dự án, xúc tiến kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, tập trung chỉ đạo sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Phần tiếp theo của chương trình thời sự hôm nay Tỉnh Hòa Bình chủ động phòng chống cháy rừng mùa hanh khô năm 2023. Công an huyện Đà Bắc tăng cường quản lý súng tự chế. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đang là mùa hanh khô, thời điểm này người dân đang dọn dẹp thực bì để trồng rừng mới nên tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao. Trước tình hình đó, lực lượng kiểm lâm tỉnh đang phối hợp với các địa phương chủ rừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, triển khai nhiều phương án thiết thực hiệu quả nhằm hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Hộ gia đình anh Nguyễn Thế Thảo ở xóm Can xã Độc Lập thành phố Hòa Bình có 5 hecta rừng sản xuất chủ yếu là cây keo. Thời điểm này anh Thảo đang dọn dẹp thực bì để chuẩn bị cho mùa trồng rừng mới. Nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra cháy rừng, anh Thảo đã tuân thủ sự hướng dẫn của cán bộ kiểm lâm trong việc dọn dẹp thực bì. Tôi là người dân sinh sống trên địa bàn thì đến tuổi dòng keo đến tuổi khai thác. Chúng tôi cũng thực hiện chấp hành các chủ trương của bên tổ phòng cháy chữa cháy rừng về cái dọn dẹp thực bì. Trong khi đốt thì chúng tôi vẫn có người canh gác các địa điểm đốt hàng năm thì công tác bảo vệ và tuần tra trong trồng cháy rừng chúng tôi cũng phát hiện thấy chỗ nào có hiện tượng là gây ra cháy nổ chúng tôi cũng báo cáo lên các cấp trên để cùng phối hợp tuần tra để bảo vệ Cùng các địa phương khác trong tỉnh, từ trước mùa hanh khô, việc kiện toàn các tổ bảo vệ rừng thôn bản được chính quyền địa phương trên địa bàn thành phố Hòa Bình quan tâm thực hiện. Riêng tại xã độc lập thành phố Hòa Bình là một trong những địa phương có diện tích rừng tương đối lớn với hơn 3.000 ha, trong đó rừng sản xuất hơn 2.300 ha, rừng phòng hộ là trên 700 ha để thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng thời gian qua, ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với hạt kiểm lâm thành phố Hòa Bình tuyên truyền đến từng thôn xóm trong công tác phòng chống cháy rừng và bảo vệ rừng. Vì vậy nhiều năm nay những cánh rừng ở xã Độc Lập đã giữ nguồn nước, không khí trong lành mát mẻ nên người dân ai cũng tự giác bảo vệ rừng. Ủy ban nhân dân xã đã kịp thời ban hành các văn bản, bản kế hoạch để uh, chỉ đạo các cơ sở xóm tuyên truyền uh, trên loa phát thanh của xóm cũng như là lồng ghép các buổi họp xóm thì trong công tác tuyên truyền thì cũng đã chỉ đạo các đồng chí trưởng xóm tổ chức sinh hoạt xóm thì cũng có mời các đồng chí kiểm cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn cũng như là cán bộ hợp đồng phòng cháy chữa cháy của xã để về dự họp để cũng có cái tuyên truyền nhắc nhở bà con cái cách quản lý cũng như là phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn. Để chủ động phòng chống cháy rừng và có biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu thiệt hại nếu xảy ra cháy rừng, các địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai các giải pháp như tuyên truyền tổ chức tập huấn các quy định của nhà nước về công tác phòng chống cháy rừng, phân công lực lượng thường trực thường xuyên tuần rừng kiểm tra trong những ngày cao điểm, đồng thời khuyến cáo người dân nắm rõ quy trình xử lý thực bì ở nương rẫy trước khi đốt phải thực hiện các biện pháp an toàn phòng cháy báo cáo đầy đủ về thời gian, địa điểm, diện tích, loại thực bì cần đốt với trưởng thôn xóm lực lượng kiểm lâm địa bàn để được kiểm soát. Năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ cháy rừng với diện tích hơn 1 hecta tại huyện Yên Thủy, Đà Bắc và thành phố Hòa Bình. Các đám cháy đã được lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương phát hiện, huy động lực lượng tại chỗ xử lý kịp thời. Chúng tôi đã tham mưu chính quyền địa phương xã là ra những cái văn bản gửi các xóm địa phương để là lồng ghép tuyên truyền cùng với phối kết hợp giữa ba lực lượng chúng tôi tuyên truyền là cái công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trước tết và sau tết nguyên đán thì chúng tôi đã thực hiện cái công tác tuần tra kiểm tra trên địa bàn xã những vùng trọng điểm cháy để hướng dẫn bà con là thực hiện xử lý cái thực bì sau khai thác là để đảm bảo cái an ninh rừng và phòng cháy cháy rừng trên địa bàn xã để trong năm là à, trong cái đợt tết vừa rồi là dịp tết nguyên đán vừa rồi là trên địa bàn xã là không xảy ra cái vụ cháy rừng nào cả Thời gian tới, các hạt kiểm lâm trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các địa phương, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng, đặc biệt là trong thời điểm hanh khô như hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao vai trò hiệu quả quản lý súng tự chế, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, thời gian qua, Công an huyện Đà Bắc đã tăng cường vận động tuyên truyền người dân giao nộp súng tự chế, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Những năm gần đây, mặc dù cấp ủy chính quyền xã và lực lượng công an xã Hiền Lương huyện Đà Bắc thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân tự giác giao nộp súng tự chế theo quy định, nhưng một số hộ dân trong xã vẫn sử dụng súng tự chế lén lút vào rừng săn bắt động vật. Trước tình hình này, bên cạnh tăng cường tuyên truyền tại các cuộc họp thôn xóm, lực lượng công an xã đã tích cực xuống cơ sở nắm tình hình và phát động quần chúng nhân dân tham gia tố giác đối tượng sử dụng trái phép súng tự chế. Tuyên truyền cho bà con ký kết những cái văn bản giấy tờ không à, tham gia vào những cái chuyện à, như là dùng súng tự chế và xung à, kích điện và những cái vấn đề gì nguy hại đến à, bà con thì cũng được sự đồng tình của bà con thì cũng đã ký cam kết để không à, sử dụng xung kích điện hoặc là súng tự chế để gây nguy hiểm cho bản thân và gia đình hay là cả quê hương làng xóm nữa. Công an các xã thị trấn trên địa bàn huyện Đà Bắc thường xuyên bám sát địa bàn, chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các tổ chức đoàn thể khu dân cư, ra soát thống kê các xóm còn súng tự chế, phối hợp với những người có uy tín trong dòng họ trưởng xóm tuyên truyền những người còn tàng trữ súng kíp, súng tự chế, tuyên truyền để người dân hiểu rõ tác hại của việc sử dụng những loại vũ khí này, tự giác giao nộp cho cơ quan công an tiến hành ký cam kết không sử dụng chế tạo các loại súng tự chế. Bên cạnh đó, tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, chỉ đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể vào cuộc, phát huy sức mạnh của cải thống chính trị trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của súng tự chế, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Trong năm 2022, toàn huyện Đà Bắc đã vận động giao nộp vũ khí được 120 khẩu súng tự chế, 15 chi tiết lắp ráp súng, 17 súng kích điện và 10 kg đạn trì nói chung là mấy năm trước thì cũng có một cơ số là còn dùng chương trình là cấm thì cũng còn cơ số là cũng tự nộp rồi còn xung kích điện thì trước nó vẫn có thật nhưng mà cũng nhiều cái trường hợp là chết chóc người bây giờ cũng bỏ đâu rồi anh em cũng đổi là nuôi cá lồng à, lưới thôi Đóng thời gian qua thì chúng tôi cũng đã vận động số mà trước đây là có thể và có khả năng mua những cái lòng và một số cái dụng cụ khác về để tự lắp ghép chế tạo cái khẩu súng kíp và khẩu súng cồn để gây sát thương cũng như là săn bắn ở trên trên đồi trên rừng là vận động là không được tự chế tạo nữa và cam kết với lực lượng công an là nếu vi phạm thì sẽ bị xử lý xử lý với hình thức rất là nặng đối với các trường hợp như thế này trong thời gian tới, lực lượng công an huyện Đà Bắc tiếp tục phân công cán bộ bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành đoàn thể các xã thị trấn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả luật quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các văn bản pháp luật có liên quan nhằm đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Chuyển sang các tin tức quốc tế, trận động đất hôm thứ hai ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 8.300 người. Hoạt động tìm kiếm những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát vẫn tiếp tục. Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã tấn công miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Syria vào sáng sớm thứ hai, sau đó là các dư chấn. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đã xác nhận 5.894 người chết, hơn 34.000 người bị thương ở nước này và hơn 5.700 tòa nhà đã bị sập. Bộ Y tế Syria cho biết họ đã xác nhận ít nhất 1.250 trường hợp tử vong, chủ yếu ở vùng Tây Bắc của đất nước, một nhóm tiến hành các hoạt động cứu hộ tại các khu vực do lực lượng chống chính phủ kiểm soát ở phía Tây Bắc cho biết ít nhất 1.020 người đã chết ở đó. Công việc tìm kiếm những người sống sót vẫn đang được tiếp tục tại các khu vực bị động đất ở cả hai nước. Tại thành phố Andana, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, một số tòa nhà đã bị phá hủy và lực lượng cứu hộ phải làm việc suốt đêm. Nhiều người đã đến những nơi trú ẩn được thiết lập tại một khu chợ và một công viên liền kề trong thành phố tổng thống mỹ joe biden đã nhấn mạnh những thành tiệu của mình bao gồm cả việc tạo ra mức việc làm kỷ lục trong thông điệp liên bang vạch ra các chính sách cho năm tới Ông Biden đã đọc thông điệp liên bang lần thứ hai trước phiên họp chung của Quốc hội vào thứ ba khi sự chú ý đang tập trung vào việc liệu ông có sớm tuyên bố tái tranh cử hay không. Ông nhấn mạnh các chính sách của ông đã vực dậy nền kinh tế Mỹ. Ông cho biết ông đã tạo ra con số kỷ lục 12 triệu việc làm mới trong hai năm, số việc làm nhiều hơn bất kỳ tổng thống nào đã tạo ra trong bốn năm. Ông cho biết nền dân chủ Hoa Kỳ phải đối mặt với mối đe dọa lớn nhất kể từ nội chiến vào thời điểm năm 2021, nhưng ngày nay mặc dù bị bầm dập nhưng nó vẫn không bị khuất phục và không bị phá vỡ. Ông Biden cũng kêu gọi Đảng Cộng hòa hợp tác với Đảng Dân chủ để thúc đẩy các chính sách trong bối cảnh Đảng Cộng hòa giành lại quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm ngoái. Ông Biden cho biết tầm nhìn của ông đối với đất nước luôn là xây dựng lại xương sống của nước Mỹ tầng lớp trung lưu và đoàn kết đất nước, ông tuyên bố chính quyền của ông đã được gửi đến để hoàn thành công việc. Quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa máy bay không người lái và một danh sách dài các loại vũ khí khác để chống lại các cuộc tấn công của Nga và họ đang chờ đợi các đồng minh phương Tây hỗ trợ thêm. Các nhà lãnh đạo Nga cảnh báo điều này có thể dẫn đến sự leo thang không thể đoán trước các quan chức quân sự đã tập trung tại Moscow vào thứ Ba để cung cấp thông tin cập nhật về cuộc giao tranh. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết các hoạt động xung quanh Pakhmut và Voleda đang tiến triển một cách thành công ông thông tin các nhóm quân đội nga tiếp tục phá hủy vũ khí và thiết bị được cung cấp cho kiev cả trong quá trình vận chuyển và trên tiền tuyến ông cáo buộc mỹ và các đồng minh cố gắng kéo dài cuộc xung đột càng lâu càng tốt ông nói thêm rằng họ đã công khai kêu gọi ukraine chiếm lãnh thổ nga và đang lôi kéo các nước nato vào cuộc xung đột một cuộc đình công toàn quốc phản đối kế hoạch cải cách lương hưu đã ảnh hưởng đến nguồn cung cấp điện của Pháp và làm gián đoạn việc vận chuyển xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu vào thứ ba. Các cuộc đình công đã diễn ra từ giữa tháng 1 khi các công đoàn phản đối kế hoạch của chính phủ khiến mọi người phải làm việc lâu hơn trước khi nghỉ hưu. Giao thông công cộng và trường học cũng bị ảnh hưởng. Dữ liệu từ công ty điện lực EDF cho thấy tổng nguồn cung cấp điện đã giảm khoảng 4%, tương đương 2,9 gigawatt do nguồn cung tại hai lò phản ứng hạt nhân và một số nhà máy nhiệt điện giảm, công suất hạt nhân giảm 890 megawatt và các nhà máy nhiệt điện giảm 2 gigawatt, không có sự gián đoạn nào được liệt kê tại các nhà máy thủy điện, nhưng ngành thủy điện của EDF đã thông báo đình công vào thứ năm Total Energy cho biết về lĩnh vực lọc dầu, việc vận chuyển các sản phẩm xăng dầu từ các địa điểm của Pháp đã bị gián đoạn do cuộc đình công. Công ty nói thêm rằng không có tình trạng thiếu xăng tại các trạm tiếp nhiên liệu và mức cung cấp nhìn chung là khả quan. Thái Lan đã lập kỷ lục thế giới về số lượng võ sĩ tập trung đông nhất trong một nghi lễ Muay Thái, sự kiện mới nhất nhằm quảng bá môn thể thao quốc gia của đất nước Tổng cộng 3.660 võ sĩ đã tập trung tại một công viên lịch sử ở Việt Nam Bangkok vào ngày 6 tháng 2 là ngày Muay Thái, quốc gia của Thái Lan. Võ sĩ huyền thoại Bua Khao Ban Chamek dẫn đầu màn đồng diễn Waikru, một điệu nhảy truyền thống trước trận đấu thể hiện sự kính trọng đối với huấn luyện viên và tổ tiên. Các học viên quân đội, sinh viên đại học và các tình nguyện viên khác đã cùng tham dự sự kiện. Họ đã vượt qua kỷ lục Guinness thế giới 250 trước đó hơn 10 lần. Chính phủ Thái Lan đang thúc đẩy Muay Thái trên sân khấu toàn cầu như một công cụ của quyền lực mềm. Họ hy vọng sẽ thấy môn thể thao này được đưa vào thế vận hội 2028. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hòa bình tv vn và trên kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.